Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một cái ứng dụng có tên là ARC Gen 8 nha bạn. Thì một cái ứng dụng này nó sẽ hứa hẹn cho các bạn kiếm được từ 1.000 đến 2.000 đô nha các bạn. Thì cái đó là nó hứa hẹn thôi, còn khi nào kiếm thật thì nó mới tính nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn download về một cái app có tên là ARC 8 nha các bạn. Sau đó các bạn mở app lên. Rồi sau đó các bạn đăng ký với Google người ta các bạn. Các bạn không được đăng ký Facebook các bạn. Sao Facebook hiện tại giờ nó có tính năng rất là khó. Nếu mà nó mà phá các bạn khó mở lắm các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một anh em MMO các bạn. Mình mà còn mở Facebook bị sắt kép 502 mở còn không nổi nữa các bạn. Chua ăn lắm. Rồi các bạn bấm vào hoàn thành hồ sơ người ta các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục khai thác nè. Rồi các bạn bấm vào mục bắt đầu khai thác nha các bạn. Rồi như vậy là tự động nó sẽ khai thác con token cho mình nha các bạn. Sau 24 giờ các bạn nhớ vào đây khai thác nha các bạn. Phần mining của tất cả các bạn. Dạ. Rồi nha các bạn, sau đó thì các bạn bấm vào một hồ sơ, các bạn chỉnh sửa hồ sơ thông tin đàng hoàng nha các bạn. Các bạn nào khỏi chỉnh sửa Twitter này nó thì dự án này token nó sẽ list sàn mã C nha các bạn. Trò này khá là ngon, các bạn cố gắng đào nha các bạn. Với các bạn đưa chìa phần cứng. Rồi. Rồi mọi thông tin gì mình sẽ cập nhật tiếp theo cho các bạn dự án này nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.